Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, đường đời là một hành trình mà ai cũng phải đi qua. Từ khi còn là một mầm sống bé nhỏ trong bụng mẹ, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Cuộc đời mỗi người nói dài rất dài, mà nói ngắn thì cũng chỉ như là một cái chớp mắt. Khi về già, con người ta mới thấm thía những thứ quý giá mà người già nhất định phải nắm lấy. Nó không phải là nhà cao cửa rộng, mà chỉ gói gọn trong ba yếu tố sau đây. Hãy sớm vun đắp để cuộc sống của bạn yên vui đủ đầy. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất là người bạn đời. Trong cuộc đời thì ai trong chúng ta cũng đều gặp gỡ và quen biết rất nhiều người. Họ có thể chỉ thoáng qua bạn vài giây ngắn ngủi, cùng bạn đồng hành một chặng đường trong sự nghiệp, hoặc là một đoạn tình cảm thời thanh xuân. Có người trở thành bạn tri kỷ, có người cười nói đó nhưng lâu dần rồi cũng nhạt phai. Có người tưởng chừng sống chết với nhau nhưng rồi đến lúc cũng rẽ hướng rời xa. Đến khi ngoảnh lại, bạn mới nhận ra người đi cùng ta một đoạn đường có thể có rất nhiều, nhưng người có thể đồng hành cùng ta đi hết quãng đường đời thì chỉ có một, đó là bạn đời. Bà Bình và ông Duy ở cách nhà bố mẹ tôi chỉ hai nhà thôi. Tôi không nhớ ông bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết trong ký ức thì thời tôi học cấp 1, tóc ông đã bạc trắng, tóc bà thì lốm đốm hoa dâm rồi. Hồi đấy, mỗi lần ông ngoại lên chơi đều sang nhà đánh cờ với ông Duy. Chị em tôi vì thế cũng thân với cái Tuyết, thằng Cường, cháu ông bà. Mỗi lần chị em tôi sang chơi, bà Bình đều bày ra đủ loại quả bánh để chúng tôi vừa ăn vừa chơi. Thế nên chị em tôi khoái lắm. Không biết có phải vì thế hay không, nhưng hồi đấy chị em tôi thích bà Bình lắm. Có lẽ con nít là vậy, ai cho quả bánh là quý, chứ chưa biết đến yêu ghét ra sao. Chị nhớ sao hồi ấy thấy ông bà như là ông bà tiên vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Kể cả khi lớn lên, trong trí nhớ của tôi, ông bà vẫn hiện lên như là một hình tượng về tình cảm gia đình, nghĩa vợ chồng. Dù không thường xuyên, nhưng mỗi lần về thăm nhà, tôi sang chơi đều cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà nhỏ nhuốm màu thời gian. Ông Duy khi đó cũng yếu lắm rồi, dù tâm trí vẫn minh mẫn, nhưng ông đi chậm chạp và liêu xiêu lắm. Mỗi lần di chuyển, ông chỉ đi được từng một đoạn ngắn là phải ngồi nghỉ rồi. Con cháu ở xa cũng chỉ ghé thăm được đôi ba lần một tháng, chúng còn nhiều nỗi lo khác nữa chứ. Hàng xóm nói, bà Bình chăm ông Duy lắm. Bà lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ, sáng nào người ta cũng thấy bà đi chợ sớm, gặp hàng xóm là bà lại ríu rít. Ôi, hôm qua ông nhà tôi bảo thèm ăn cá kho dưa, tôi phải về nhanh kho cho kịp bữa trưa đây, cá phải kho lâu mới ngấm cô ạ. Hôm nay lòng ngon quá nhỉ, ông Duy nhà tôi là thích món này lắm đây, cô bán cho tôi 3 lạng đi, thêm ít tiết nữa để nấu thêm cho ông ấy bát cháo. Bà về nhà cũng là lúc ông Duy thức dậy, bà lại sắn tay và xoa bóp tay chân cho ông. Bà Bình bảo xoa bóp như thế thì ông mới khỏe được, mới sống lâu với bà được. Ông Duy lại nhìn bà cười, ôi dào, già rồi, nó chỉ yếu đi thôi chứ khỏe làm sao được. Ấy thế mà có thời gian, tôi cũng thấy ông Duy khỏe lên thật. Ông nhìn hồng hào hơn, đi lại cũng không còn khó nhọc như trước. Hàng xóm cứ bảo bà Bình yêu ông thế mà, ông khỏe để còn chăm sóc lại cho bà nữa chứ. Hồi đấy, thi thoảng người ta lại thấy ông Duy cùng bà Bình đi chợ. Mấy cô bán hàng trêu ông bà cứ như là vợ chồng son ý. Ông cười phụ họa, không gì bằng bà chăm ông các cô chú ạ. Cô thấy bà nhà tôi chăm tôi khỏe lại như thanh niên đây này. Vắng đi một thời gian bận rộn với cơm áo gạo tiền, bỗng một hôm mẹ gọi điện nói ông Duy mất ngày hôm qua rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy thật trống rỗng. Những thước phim về ông bà trong ký ức của tôi như tua chậm lại. Vậy là giờ đây chỉ còn một mình bà Bình thôi. Tôi hỏi mẹ bà Bình ra sao, bà có ổn không? Mẹ bảo bà buồn lắm nhưng chỉ khóc một tối hôm ông mất thôi. Bà bảo trước khi đi ông dặn bà không được khóc, nếu không ông sẽ đau lòng lắm. Nghe đến đây nước mắt tôi trực trào ra. Tôi khóc cho ông Duy, cho một phần ký ức của tuổi thơ tôi. Cuối tuần đó tôi sắp xếp về thắp hương cho ông Duy. Tôi ngồi cạnh bà Bình trên chiếc ghế bên ngoài sân như thời tôi còn bé.
Tôi không biết mở lời như thế nào, sợ nói không đúng làm cho bà buồn. Không khí như lặng đi một lúc. Bà Bình cất giọng trầm ấm: "Con không cần lo bà buồn đâu. Ông đi trước để chuẩn bị đón bà xuống đấy. Ông lúc nào cũng chu đáo như vậy. Ông dặn bà là không được buồn, không được khóc, vì lúc nào ông cũng vẫn ở bên cạnh bà. Chỉ cần bà cảm nhận là thấy." Sống mũi tôi cay cay. "Bà ơi, cả cuộc đời này con mong tìm được một người bạn đời như cách ông bà tìm thấy nhau. Con tin là ông sẽ giữ lời hứa, vẫn luôn ở bên bà." Yếu tố thứ hai, có một khoản tiền riêng. Văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa đã coi trọng giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử. Chính vì thế mà có rất nhiều người đến tuổi xế chiều vẫn canh cánh, bận lòng, lo cho con cái. Tôi quen biết gia đình ông Tâm đã lâu. Ông bà có 4 người con, 3 trai và 1 gái, được coi là hoàn hảo, đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của gia đình ông thuộc hàng trung lưu. Dù không dư giả, nhưng ông bà vẫn cố gắng cho các con được học hành tử tế, đỗ đạt vào trường đại học cao đẳng trên thành phố. Trải qua nhiều vất vả, giờ đây các con ông Tâm đều đã yên bề gia thất, có sự nghiệp đàng hoàng, có gia đình riêng. Anh con trai thứ 3 dù còn trẻ nhưng tháng trước vừa được bổ nhiệm về tỉnh nhà làm phó bí thư tỉnh ủy, tương lai rạng ngời. 2 anh còn lại, một người làm kỹ sư cầu đường, một người làm phó phòng trong ngân hàng. Còn cô con gái thì nhà chồng có công ty riêng. Ai cũng đều rất thành đạt. Chúng tôi cứ rủ rỉ nhau rằng nhà ông Tâm giờ là sướng nhất rồi. Ông bà bán căn nhà ở quê đi, chia cho mỗi đứa một ít rồi lên sống với chúng mà hưởng phước thôi. Nghe vậy, ông Tâm chỉ cười xòa: "Chúng tôi còn khỏe, ở quê cuộc sống thanh bình, không khí trong lành, ăn uống thì hết bao nhiêu đâu. Lương hưu của tôi cũng đủ cho tôi với bà ấy sống thoải mái an nhàn rồi. Tội gì mà lên thành phố cho bận con cái hả các chú?" Thời gian sau, lại thấy ông bà Tâm đưa nhau đi mở sổ tiết kiệm. Ông bảo đây là tiền dưỡng già của 2 ông bà. Nhỡ sau này ông có đi trước bà không có lương hưu thì dù đi đâu vẫn có tiền để phòng thân. Hàng xóm bàn tán với nhau: "Vợ chồng ông có phước mà không biết hưởng, tự làm khổ bản thân. Thả cứ chia hết cho con, rồi chúng nó phải có trách nhiệm phụng dưỡng mình chứ." Ai cũng nói ông bà gàn dở. Hàng xóm sát vách nhà ông Tâm là vợ chồng bà Cẩm. Chồng bà mất hồi đầu năm 2020 vì Covid-19. Bà Cẩm hiu quạnh sống một mình trong căn nhà 2 tầng bằng đồng lương hưu ít ỏi do bà về hưu non. Kể ra thì bà sống vẫn thoải mái chán, ở quê mà, rau đầy vườn không phải mua, gà chạy nhong nhóc không thiếu, thi thoảng mua vài lạng thịt cải thiện. Bà Cẩm có duy nhất 1 anh con trai ở trên thành phố, 2 vợ chồng kinh doanh nên cũng có chút của ăn của để. Sau khi bố mất, qua 100 ngày là vợ chồng anh con trai đã thay nhau tỉ tê. Giờ mẹ ở quê có một mình, vợ chồng con thật không yên tâm. Chúng con bàn thế này nhá: mẹ bán nhà cho con lấy vốn mở rộng kinh doanh, rồi mẹ chuyển lên ở cùng để bà gần cháu, vừa vui mà chúng con cũng tiện chăm sóc báo hiếu mẹ. Bà Cẩm suy nghĩ nhiều lắm. Một phần bà đã quen với nếp sống thôn quê, sợ lên thành phố lạ nước lạ cái không quen. Một phần sợ không hợp thì không còn quê cha đất tổ mà về. Được hàng xóm khuyên ra khuyên vào, nào là con ruột của mình, kể cả bà không cho nó tiền, nó vẫn phải nuôi bà chứ. Nào là cho con cho cháu, chứ cho ai mà bà sợ, chết bà có mang theo được đâu. Cuối cùng thì bà Cẩm cũng quyết định bán nhà theo con lên thành phố sinh sống. Nhưng chỉ được 1 năm sau, xóm giềng lại thấy bà về quê ở nhờ nhà chị gái quá chồng. Hàng xóm ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng. Dần dà mọi người cũng biết chuyện. Từ khi bà Cẩm lên thành phố thì bà chỉ sống thoải mái được có vài tháng đầu thôi. Nhà ở quê bán chẳng được bao nhiêu, anh con trai phải huy động thêm phần lớn tiền bên nhà vợ để mở rộng kinh doanh. Công việc 2 vợ chồng bận rộn, bà cứ đầu tắt mặt tối cơm nước dọn nhà rồi giặt giũ không ngơi tay. Tiền trợ nhiều khi vượt trội, bà cũng không nề hà, bỏ đồng lương hưu ít ỏi ra để cải thiện cho gia đình.
không quen nếp sống ở quê của bà, cho nên cô con dâu có vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng với bà. Lúc đầu cô con dâu còn ý tứ, nhưng càng về sau thì càng mặt nặng mày nhẹ. Đỉnh điểm là việc hai vợ chồng cãi nhau vì bà nấu ăn hay nêm mì chính. Chỉ là việc nhỏ, nhưng cô con dâu thì bù lu bù loa, rồi còn lại động chạm đến việc nhà anh chồng nghèo rớt. Cả cái xưởng nhà anh cho được mấy đồng mà đòi lên mặt. Giọt nước tràn ly, bà cầm suy nghĩ thâu đêm rồi quyết định về quê. Lúc này, hàng xóm mới hiểu dần ra vì sao con cái đủ đầy như thế mà vợ chồng ông bà Tâm vẫn chọn sống cuộc sống tự chủ. Họ cũng dần thay đổi cách nghĩ, cách sống. Nhiều người đã tính học theo nhà ông Tâm, dành ra một khoản hàng tháng để tiết kiệm dưỡng già. Dù ở bất cứ độ tuổi nào, mỗi người vẫn nên có một khoản tiền tích cóp để lo cho chính bản thân mình. Đặc biệt là chuẩn bị cho mình một khoản tiền để dưỡng già là điều rất cần thiết. Các con của bạn sẽ được san sẻ gánh lo hơn khi bạn có tiền tiết kiệm. Khi con cháu gặp khó khăn tài chính, bạn cũng có thể giúp đỡ để đỡ đần cho họ. Khi đó tình cảm gia đình cũng được nâng cao và bền chặt hơn. Yếu tố thứ ba là có tiếng nói trong gia đình họ hàng. Nếu bạn có trong tay hai yếu tố mà chúng tôi vừa đề cập, chắc chắn bạn sẽ có được yếu tố thứ ba này. Ba thứ này được ví như là có quan hệ rất là mật thiết. Khi chúng ta trân trọng giá trị gia đình, trân trọng người bạn đời của mình và tự chủ về kinh tế, đương nhiên bạn sẽ được người thân bạn bè tôn trọng và kính nể. Huy là anh họ con nhà bác cả bên đội nhà tôi. Nhà bác cả ở khu Cầu Giấy, Hà Nội, có một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê. Tuy không quá giàu có, nhưng thu nhập hàng tháng của nhà bác từ cho thuê nhà trọ rất tốt, đủ nuôi anh chị trưởng thành, học trường tốt trong thành phố. Sau khi học xong, anh Huy làm ở ngân hàng một thời gian, cũng coi là ổn định thành đạt. Có chút vốn liếng, anh bắt đầu tìm hiểu đầu tư kinh doanh. Hồi ấy ở Hà Nội bắt đầu nở rộ hình thức homestay. Anh Huy quyết định thuyết phục bác cả cho anh mượn dãy nhà trọ để cải tạo thành homestay. Nếu ổn định được, anh sẽ trả tiền thuê hàng tháng có khi còn hơn cho sinh viên thuê bây giờ. Suy đi tính lại, dù sao cũng là đất nhà mình, thôi thì đưa cho con nó lập nghiệp. Chẳng may không được gì thì cũng không mất gì, lại cho sinh viên thuê tiếp. Nếu được thì cũng là chắp cánh cho tương lai của con. Năm 2016, anh Huy bắt đầu sửa sang khu nhà trọ của bác cả thành homestay. Là người có đầu óc nên những phòng homestay của anh được thiết kế khá đẹp và lạ mắt. Việc kinh doanh của anh cũng dần dần phát triển và thắng lớn nhờ lượng khách đông, hầu như lúc nào cũng kín phòng, khách phải đặt trước mới có chỗ. Thấy có cơ hội, anh Huy sau đó phát triển thêm thành một chuỗi homestay mang thương hiệu của anh. Anh cũng nghỉ việc ở ngân hàng để tập trung kinh doanh. Khỏi phải nói, bác cả vui và tự hào về anh lắm. Lễ Tết hay là dỗ chạp gì về quê, bác cũng lấy anh Huy làm gương để chúng tôi phấn đấu. Tôi cũng theo anh học hỏi kinh nghiệm về đầu tư một homestay nhỏ ở Ninh Bình trên khu đất nhà bố mẹ vợ. Mục tiêu chính của vợ chồng tôi làm homestay là để cậu em vợ có việc làm, bớt ham chơi lại có thu nhập. Cũng nhờ làn sóng homestay thời điểm đó, nhà vợ tôi lại gần khu du lịch nên homestay nhà tôi đông khách lắm. Mọi thứ dường như là xuôi chèo mát mái cho đến khi dịch Covid-19 ập đến. Du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến kinh doanh homestay cũng xuống dốc không phanh. Không có khách, nhưng vẫn phải duy trì homestay khiến nhiều người kinh doanh loại hình này điêu đứng. Cũng may nhà tôi tự kinh doanh trên đất nhà nên cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Anh Huy nhà bác cả có nhiều chi nhánh hơn nên nhiều mối lo hơn. Thời gian đầu khi Covid-19 bùng phát, không ai có thể nghĩ rằng dịch lại kéo dài lâu và kéo theo nhiều hậu quả nặng nề đến vậy. Có nguồn vốn lớn nên khi dịch mới bùng phát, anh Huy vẫn duy trì giữ được hệ thống homestay, đợi dịch kết thúc thì quay lại kinh doanh. Hai đợt kích cầu du lịch đầu và giữa năm 2021, homestay của tôi và anh Huy cũng túc tắc có khách trở lại. Với hệ thống lớn như của anh Huy thì thực sự nó chưa thấm vào đâu, nhưng cũng là có chút khởi sắc.
Nhưng vừa có khách lại chưa lâu thì dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát, lệnh phong tỏa áp dụng khắp nơi. Đến ra đường còn không được thì du lịch đành xếp vào dĩ vãng. Giai đoạn đó thực sự khó khăn. Bác cả và bác gái như ngồi trên đống lửa, sợ rằng tiền của công sức bao năm của con trai tan tành mây khói. Nhưng đúng là người trẻ vẫn có máu liều. Đang thời điểm chưa biết ngày mai ra sao, anh Huy lại muốn vay tiền bố mẹ để mua lại hệ thống homestay của bạn, do người bạn cạn vốn, đồng thời có kế hoạch đi định cư ở nước ngoài nên muốn sang nhượng lại giá rẻ. Bây giờ mà mua vào thì chắc chắn sẽ ra tiền đấy ạ. Con tính rồi, để đầu tư được hệ thống như thế này thì phải mất gấp 4 lần số tiền mà người ta sang nhượng. Giờ mình lấy về, không phải lo xây dựng hay là mua sắm gì nữa. Dịch thì cũng phải qua thôi, mình bỏ tiền duy trì một thời gian, đợi hết dịch kinh doanh luôn, chẳng mấy mà lấy lại vốn, lúc ấy có mà lời to. Anh tự tin nói như vậy. Kế hoạch của anh Huy khiến cả nhà bác cả mất ăn mất ngủ, bác suy đi tính lại lung lắm. Thôi con ơi, dịch dã như thế này mình biết đâu mà lần. Đấy, từ tận 2020 đến bây giờ hơn một năm rồi, cứ bùng phát liên tục, thế giới nó còn, thì mình làm sao mà hết được. Biết là rẻ đấy, nhưng không thể đánh bạc như thế được. Bố thấy giờ con duy trì mấy cái homestay của con đã mất mấy chục triệu một tháng rồi. Tiền kiếm thì chưa thấy đâu, giờ gánh thêm mấy cái nữa thì có khi bán nhà đi mà trả nợ đấy. Thời buổi khó khăn, cái gì chắc hãy làm con ạ. Kiếm ít hơn một tí mà nhẹ đầu lại chẳng hơn à. Anh Huy quay sang giận bố mẹ ngăn cản đường làm ăn của mình. Cuối cùng không biết xoay ở đâu ra tiền, vẫn lấy lại sang nhượng chuỗi homestay của người bạn kia. Nhưng sau đó tình hình dịch Covid-19 cũng không khá khẩm hơn. Không làm ra tiền, nhưng anh Huy tháng nào cũng phải bù lỗ ngót nghét gần 80 triệu đồng. Sang đến đầu năm 2022, tình hình dịch có khả quan hơn. Nhưng do khó khăn từ trong Covid, mọi người cũng hạn chế đi du lịch hơn. Khách nước ngoài thì vẫn chưa được vào Việt Nam. Khách đến lác đác, tiền thu không đủ bù lỗ, khiến anh Huy và nhà bác cả đau đầu. Mấy tháng sau, không còn đủ sức gồng gánh nữa, anh Huy đành sang nhượng lại hệ thống mới mua lại từ người bạn. Dù lỗ chút ít so với giá mua, nhưng đỡ đau đầu lo nghĩ, sáng mở mắt ra đã mất mấy triệu. Lúc hai anh em ngồi với nhau, anh Huy mới ngậm ngùi. Giá ngày ấy mà nghe lời bố mẹ thì anh cũng không lỗ đậm đến thế đâu. Bao nhiêu vốn liếng tích lũy mấy năm làm ăn được đi tong rồi đấy. Giờ coi như là làm lại từ đầu thôi chú ạ. Âu cũng là bài học. Đúng là các cụ nhiều kinh nghiệm nhìn xa trông rộng, suy nghĩ trước sau đâu ra đấy, chứ không khơi khơi như lớp trẻ chúng mình. Tôi động viên anh, mà chợt ngẫm lại mấy lần bố mẹ góp ý cho mình thấy thật đúng. Các cụ nói gừng càng già càng cay, cấm có sai. Quý vị thân mến, chúng ta không thể ngồi cả ngày để trách than tạo hóa hay than thở với ông trời. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là sống và cống hiến hết mình mỗi giây phút của cuộc đời. Và nhất định phải nắm lấy ba báu vật cho tuổi già mà chúng tôi vừa đúc kết ra. Càng sớm vun đắp cho mình ba thứ này thì càng lớn tuổi cuộc sống của bạn càng yên vui đủ đầy. Thưa quý vị, xưa có ba ông thầy, một thầy xem tướng, một thầy tính số và một thầy phong thủy cùng nhau đi chu du khắp nơi. Một ngày kia, ba thầy tới thăm một nông trại. Lúc đó trời đã tối nên cả ba xin được tá túc qua đêm. Thế là ba ông thầy tướng số theo chân gia nhân vào trong nhà. Cả ba người được chủ nhà chào đón rất chân tình. Chủ nhà sai người dâng trà, rồi lại làm cơm thịnh soạn thiết đãi. Sau đó, ba thầy được sắp xếp nghỉ ngơi trong một phòng khách bài trí hài hòa, đồ đạc giản dị, gọn gàng và ngăn nắp. Trước khi đi ngủ, thầy tướng nói với hai thầy còn lại: "Hai huynh đệ, tôi thấy vị chủ nhà này ngũ quan phá tướng không tốt chút nào, trán hẹp và hơi lệch, đó là tướng yểu, số nghèo khổ." Thầy xem số bàn thêm: "Ông này mệnh triệt, thân tuần, ba cung tam hợp, mệnh tài quan đều không tốt, lại có số không giữ được tiền của." Ông thầy phong thủy tổng kết: "Vậy là tướng không tốt, số cũng chẳng lành.
Nhưng kỳ lạ thật đấy, tại sao ông ta lại có thể giàu có được nhỉ? Tôi thấy người gác cổng kia còn có tướng làm ông chủ hơn đấy. Phải chăng nhờ mồ mả gia tiên ở nơi âm trạch tốt nên ông ta mới được như vậy? Ba thầy nằm thao thức bàn tán mãi không ngủ được, mong trời mau sáng. Sáng hôm sau, ba thầy cùng ngỏ ý muốn đi xem âm trạch. Chủ nhà vui vẻ đồng ý và đích thân dẫn ba thầy đi xem phần mộ. Đường đi khá vòng vèo và xa xôi, lại còn phải đi qua suối nữa. Nhưng khi quay về, chủ nhà lại dắt họ đi một đường khác. Đường về thì ngược lại rất gần trắng vòng vèo như lúc đi. Ba thầy cùng hỏi, sau khi đi, ông không đi đường này mà đi vòng chi cho xa? Chủ nhà tử tốn đáp, khi dẫn ba thầy ra tới cổng, tôi thấy người hàng xóm đang cắt trộm lúa của tôi. Nếu tôi đi qua đó, thấy tôi, họ sẽ bỏ lúa mà chạy. Tôi biết bị đói nên họ mới làm vậy, chứ bản tính không phải phường trộm cắp, nên muốn đi đường vòng để tránh không làm họ tủi thân. Cả ba thầy đều gật đầu nói rằng, ồ, vậy ngài có được chữ đức. Chính đức đã thay đổi vận mệnh của ngài. Chính tâm hành thiện của ngài đã tích được đức to lớn. Quý vị thân mến, có câu sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì cưỡng cầu cũng không được. Tuy nhiên cũng có câu đức năng thắng số. Nếu sống ngay thẳng đức độ, làm những việc thiện lành thì chắc chắn sẽ điều khiển được số phận, vận mệnh của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và sau đây là 6 điều vô cùng quan trọng có thể làm thay đổi vận mệnh của một người. Mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Điều thứ nhất, miệng. Miệng của một người có thể tạo phúc nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất trương kiểm, thụ hoạt nhất trương bì. Ý nói con người sống không thể không có thể diện, giống như cây cối không thể không có lớp vỏ. Khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa thời điểm nói, không nên nói trước mặt nhiều người. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, kết được nhiều thiện duyên hơn. Điều thứ hai là tâm. Người ta nói tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một con người. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Ngày hôm nay, nếu bạn gieo hạt giống thiện lương thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt. Điều thứ ba là tích công đức. Tích đức chính là việc làm tốt nhất để cải vận. Trường hợp ví dụ kinh điển nhất là câu chuyện Viên Liễu Phàm Đời Minh. Ngày 11 tháng 12 năm Gia Tĩnh thứ 12 thời vua Minh Thế Tông, tức năm 1533, nhà họ Viên sinh được một cậu con trai và đặt tên là Viên Hoàng. Gia tộc này có một gia huấn như sau: làm quan vô cùng rủi ro, làm không tốt có ngày mất mạng, cho nên con cháu đời sau vĩnh viễn không được làm quan. Thế nên khi Viên Hoàng vừa chào đời, gia đình đã định sẵn cho cậu đi học nghề y. Học tốt thì có thể hành nghề tế thế cứu người, học hơi kém thì cũng biết chút thuật dưỡng sinh và nuôi được mấy miệng ăn trong nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Viên Hoàng đã 12 tuổi. Một hôm cậu nhàn rỗi nên một mình tản bộ đến chùa Từ Vân. Bỗng cậu gặp một lão tiên sinh râu tóc bạc phơ, gương mặt như thiếu niên, tiên phong đạo cốt. Lão tiên sinh vừa thấy Viên Hoàng thì mặt mày trầm ngâm và hỏi: cậu là người trong quan trường, năm sau phải đi thi rồi, sao cậu ở nhà chăm chỉ đọc sách mà lại nhàn hạ ham chơi thế này? Viên Hoàng sững người, thắc mắc không biết có phải ông lão đang nói chuyện với mình hay không. Nhìn quanh lại chẳng thấy ai, cậu nghĩ ông ấy đúng là đang nói với mình. Viên Hoàng chắp tay nói: thưa tiên sinh, có điều này ngài không biết, con không hề theo đường làm quan. Hiện con đang chuyên tâm đọc y thư, hy vọng có ngày có thể hành y tế thế.
con không có chí làm quan, cũng không có ý định đi thi. Lão nhân nghe xong thì bấm bấm tay rồi cười nói: thế này đi, ta bói cho cậu một quẻ, cậu xem ta nói có chuẩn hay không nhé. Viên Hoàng liền đồng ý. Lão tiên sinh nhìn Viên Hoàng rồi nói ra sinh thần bát tự 8 chữ về giờ ngày tháng năm sinh của cậu, phụ thân cậu qua đời khi nào, cùng một số việc lớn việc nhỏ trong đời cậu như thể đã từng chứng kiến. Viên Hoàng nghe xong thì trợn tròn mắt. Thầy toán mệnh lại nói với Viên Hoàng: cậu sẽ đứng thứ 14 trong kỳ thi huyện và đứng thứ 71 trong kỳ thi phủ, thì để đốc học chính sẽ xếp hạng 9. Viên Hoàng nghĩ, nếu số mệnh đã vậy thì ta thử xem. Cậu nghe lời lão nhân, chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị thi cử lấy công danh. Kết quả là một năm sau, thứ tự xếp hạng trong 3 kỳ thi hoàn toàn trùng khớp với lời vị tiên sinh kia nói. Viên Hoàng nghĩ, mình đúng là đã gặp được thần tiên sống, bèn tìm vị ấy xin xem giúp cho phúc họa cả đời. Khổng tiên sinh cũng không từ chối, ông tính phúc họa cát hung một đời cho Viên Hoàng, năm nào thi đỗ tú tài, năm nào làm cống sinh, năm nào làm chi huyện tỉnh Tứ Xuyên, năm nào cáo lão về quê, thậm chí còn tính được Viêm Hoàng hưởng thọ 53 tuổi, sẽ ra đi vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8, nhưng cả đời sẽ không có con. Viên Hoàng âm thầm ghi lại lời Khổng tiên sinh nói, rồi đợi tới ngày từng lời tiên tri ứng nghiệm. Vào thời nhà Minh, sau khi thi đỗ tú tài là có thể nhận được lương thực phụ cấp của quốc gia. Lão nhân họ Khổng tiên tri rằng, khi Viên Hoàng nhận được tổng cộng 91 thạch 5 đấu gạo, thì cũng là lúc được làm cống sinh ở quốc tử giám. Quả nhiên, Viên Hoàng được thăng lên làm cống sinh. Lúc này, anh tính toán lại, đúng là vừa nhận đủ 91 thạch 5 đấu gạo phụ cấp. Trải qua sự việc này, Viên Hoàng mới thấm thía câu nói: sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, công danh lợi lộc phúc họa cát hung trong đời xem ra đều đã được định trước trong số mệnh. Là phúc không phải họa, là họa thì có thể tránh cũng không được, hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền toái. Nghĩ vậy, Viên Hoàng liền bắt đầu xem nhẹ mọi thứ, hết thảy đều theo mệnh trời an bài. Khi tới quốc tử giám ở Phủ Thuận Thiên, nay là Bắc Kinh, làm cống sinh, Viên Hoàng mới 21 tuổi. Ngoài việc ban ngày lên lớp, hễ tan học là anh lại bỏ sách một bên, chẳng buồn xem thêm một chữ, rồi ngồi trong phòng đả tọa nhập định. Một ngày nọ, trên đường trở về quê nhà Giang Tô, Viên Hoàng đi qua núi Thê Hà. Nghe nói trên núi Thê Hà có một vị cao tăng đắc đạo tên là Thiền Sư Vân Cốc. Viên Hoàng dự định lên ngắm núi, nhân tiện tìm đạo hữu và bái kiến Thiền Sư. Vân Cốc Thiền Sư và Viên Hoàng ngồi trong phòng thiền 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Thiền Sư thấy Viên Hoàng tuổi còn trẻ mà lại có định lực như vậy, trong lòng rất bội phục. Ông nghĩ rằng cậu thanh niên này đạo hạnh rất thâm sâu, liền lên tiếng: nguyên nhân người phàm không thể trở thành thánh nhân, đó là luôn nghĩ ngợi không ngừng nghỉ. Cậu có thể nhập định 3 ngày bất động, rất giỏi. Không ngờ Viên Hoàng thở dài nói: Thiền Sư, ngài không biết đấy thôi. Cuộc đời của con khi nào sinh khi nào tử, ăn bao nhiêu lương thực, làm công việc gì, Khổng tiên sinh đã nói cho con biết hết rồi. Dù con có phí hết tâm tư cũng khó thoát khỏi số kiếp. Vân Cốc Thiền Sư nghe vậy thì cười nói: con người chẳng thể vô tâm, cuối cùng bị âm dương trói buộc, sao có thể không có số mệnh được. Nhưng người cực thiện thì số mệnh không cố định, người cực ác cũng không cố định. Thiền Sư nói tiếp: bây giờ có người đoán mệnh cho cậu rồi, nhưng nếu cậu sống theo số mệnh đã định ấy, chẳng phải cậu đang nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế hay sao? Có gì khác biệt với kẻ phàm phu tục tử? Sao cậu không nghĩ tới việc thay đổi vận mệnh của mình bằng cách tu thiện, tu dưỡng bản thân, nâng cao đạo đức? Viên Hoàng như được khai sáng,
không ngừng gật đầu tán thành. Vân Cốc Thiền Sư bảo Viên Hoàng kể lại toàn bộ lời tiên tri của Khổng Tiên Sinh. Nghe xong ngài nói, cậu thử nghĩ xem, bản thân có số mệnh đạt công danh hay không? Có nên có con trai hay không? Viên Hoàng cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời, con nghĩ bản thân thực sự không đủ tư cách. Người ta nói, người có thể đạt được công danh ít nhất cũng phải có tướng mặt phúc hậu. Ngài xem con đi, bẩm sinh đã có tướng mạo phúc mỏng mệnh kém, cả đời này còn chưa làm được việc gì tích đức hành thiện. Hơn nữa, tính tình còn nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, có lúc nói chuyện với người khác lại cay nghiệt gay gắt. Đây đều là biểu hiện của phúc mỏng. Ngài nói, con làm sao có thể thi đỗ công danh được? Còn về con trai nối dõi, con có chứng sợ bẩn, không thích gần người, hơn nữa lời nói dễ làm tổn thương người khác, lại mê rượu, mà rượu cũng dễ làm tổn hao tinh lực. Con lại là người thích ngủ muộn, đêm không ngủ, ngày không tỉnh, thức đêm tổn hại tinh thần. Con đoán đây đều là nguyên nhân khiến bản thân không có con trai nối dõi. Thiền sư liền nói, người giàu có mệnh của người giàu, người chết đói cũng có mệnh phải chết đói. Có đức hạnh muôn đời thì sẽ có tử tôn muôn đời, không có hậu duệ là vì đức hạnh ít. Nhân quả báo ứng bao đời, ông trời an bài không sai một ly. Khổng Tiên Sinh đoán mệnh cậu, không có công danh, không có con trai, đó là thiên mệnh. Thế nhưng từ nay về sau, cậu bắt đầu tu dưỡng đức hạnh của bản thân, tích nhiều ân đức, cậu tự trồng ruộng phúc, còn lo không có thu hoạch sao? Lời giảng của thiền sư đã chạm vào tâm khảm của Viên Hoàng. Hầu chuyện ngài một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Viên Hoàng vội quỳ trước tượng Phật, phản tỉnh và sám hối tội lỗi của bản thân. Sau đó phát nguyện phải thi cử đỗ đạt, có được công danh, rồi thề phải làm 3.000 việc thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên, trồng phúc điền cho bản thân. Khi này, thiền sư tặng cho Viên Hoàng một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những việc thiện ác làm mỗi ngày, để cảnh tỉnh bản thân. Kể từ sau khi gặp Vân Cốc thiền sư, Viên Hoàng đổi hiệu thành Liễu Phàm, nghĩa là đoạn dứt phàm tục. Sau này, mọi người thường gọi ông là Viên Liễu Phàm. Sau khi từ biệt Vân Cốc thiền sư, Viên Hoàng liền thay đổi trạng thái sinh hoạt tùy ý trước kia. Ông lấy lại tinh thần, mỗi ngày làm việc học tập với tâm thái cẩn thận cẩn mẫn, không còn lãng phí thời gian. Dù ở nhà một mình cũng không làm việc xấu, luôn nhắc nhở bản thân rằng trên đầu ba thước có thần linh. Viên Hoàng giữ vững thiện niệm, khi gặp người nói năng lỗ mãng, không lễ độ với mình, ông vẫn tươi cười đón nhận, nội tâm an nhiên, nhẹ nhàng xử lý vấn đề. Qua năm sau, lễ bộ mở khoa thi. Theo lời Khổng Tiên Sinh nói thì Viên Hoàng sẽ đứng hạng 3. Kết quả là ông thi đỗ hạng nhất. Viên Hoàng quả thực cao hứng, không ngờ thay đổi vận mệnh lại thấy nhanh tới vậy. Sau đó, mỗi một việc làm, Viên Hoàng đều tự vấn bản thân, thực sự làm việc thiện xuất phát từ tấm lòng. Lời thề làm 3.000 việc thiện trước kia cũng đã hoàn thành. Ông tiếp tục phát nguyện, hy vọng ông trời có thể ban cho một đứa con trai. Con xin hứa làm 3.000 việc thiện nữa. Không ngờ một năm sau, nhà họ Viên được đón thành viên mới. Vợ của Viên Hoàng đã sinh cho ông một bé trai bụ bẫm, đặt tên là Viên Thiên Khải. Trong 3 năm sau đó, hai vợ chồng ông đã cùng nhau nỗ lực và hoàn thành 3.000 việc thiện từng hứa trước đó. Viên Hoàng đưa vợ và con trai đến lễ tạ Phật. Ông quỳ sụp xuống thưa, con đã hoàn thành những điều trước kia từng thề. Giờ đây con phát nguyện làm 10.000 việc thiện. Con thành khẩn cầu xin Đức Phật phù hộ cho con đỗ cao, đỗ tiến sĩ. Quả nhiên 3 năm sau, Viên Hoàng đỗ tiến sĩ làm chi huyện. Nhưng sau khi làm chi huyện, vợ chồng ông đều buồn rầu lo lắng. Vì ông phải phê sửa công văn cả ngày,
rất ít khi ra ngoài gặp mọi người. Thế thì 10.000 việc thiện kia khi nào làm mới xong? Một đêm nọ, Viên Hoàng ngủ mơ thấy một vị thần tiên nói với ông rằng chỉ cần làm một việc này là hoàn thành được vạn việc thiện, đó là giảm thuế cho dân chúng. Sau khi tỉnh dậy, Viên Hoàng vẫn nghĩ không thông, làm sao một việc này lại có thể sánh với vạn việc tốt đây? Lúc này, Vân Cốc Thiền Sư nói với ông, mặc dù chỉ làm một việc là giảm thuế cho dân, nhưng vạn dân trong toàn huyện lại được thọ ích, cho nên được tính là làm vạn việc tốt. Viên Hoàng vui mừng quá đỗi, ông lại đến chùa tạ ơn. Năm xưa Khổng Tiên Sinh đoán mệnh rằng Viên Hoàng sẽ hết thọ lìa đời ở tuổi 53. Nhưng khi Viên Hoàng tự mình viết lại câu chuyện này, ông đã 69 tuổi. Viên Hoàng đã ngộ được một đạo lý thông qua cuộc đời của chính mình, đó là phúc và họa đều từ mình mà ra. Điều cải vận thứ tư đó là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối. Cho nên giữa người với người, trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh làm ăn, vẫn nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Điều thứ năm, kết giao quý nhân, gần lành, tránh dữ. Gần lành tránh dữ là hướng đến những điều tốt đẹp may mắn, tránh xa điều ác hung dữ. Người xưa có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu xung quanh chúng ta đều là những người đạo đức cao thượng thì chúng ta cũng sẽ trở nên đạo đức cao thượng. Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn luôn kết giao với những người đạo đức thấp kém, dần dà phẩm hạnh của chúng ta cũng trở nên xấu đi. Điều thứ sáu là chọn nghề và chọn bạn đời. Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại. Đằng sau một người phụ nữ hạnh phúc đều có một người đàn ông đáng tin cậy. Gia hòa vạn sự hưng, phu thê hòa thuận, vợ chồng đồng tâm quý hơn vàng. Thưa quý vị, phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện chua xót "Đời là bể khổ" của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bà Thanh đi cắt thuốc của cụ Lang Đào trên phố ga Thường Tín trở về. Khi đạp xe đến gần quán đình, bà nhìn thấy Lão Ngoãn đang đạp xe theo chiều ngược lại. Do không muốn giáp mặt cố nhân nên bà đã rẽ vào một con ngõ để tránh mặt. Chuyện Lão Ngoãn thậm thụt với cô Thoa khiến cả làng văn xá bàn tán một thời gian. Ai cũng ái ngại cho bà Liên và con bé Mộc Miên. Bà Thanh chỉ biết thở dài. Lão Mi trột chồng bà tệ hại đã đành, giờ đến lượt Lão Ngoãn. Nói về vấn đề này, bà thiên về hướng tâm linh, nghĩa là bị phạm mạch làng. Bởi vậy nhìn đâu cũng thấy giặt một lũ 7 phần ma, chỉ có 3 phần người. Khi về đến đầu nhà, bà Thanh đã nghe thấy tiếng chửi rủa của lão chồng kèm theo tiếng chó sủa. Có lẽ đã quen với những âm thanh hỗn tạp như vậy, nên con bé nhài im lặng ngồi học bài và chuẩn bị cơm tối dưới bếp. Biết chắc, như mọi ngày, ba thằng con trai vô tích sự đang lêu lổng ở đâu đó, không thèm vác mặt về. Bà xuống bếp nấu cơm vì muốn con gái có thêm chút thời gian để học tập. Con gái là niềm hy vọng cuối cùng vì chẳng trông mong vào ba ông con trai rời đánh thánh vật ấy. Tháng 10, chưa cười đã tối, không sai. Chưa đến 6 giờ, nhưng trời đã tối sẫm. Từng cơn gió mùa đông bắc thổi khiến cho hàng cây trong vườn xào xạc. Nằm trên nhà, lão Mi trột lèm bèm chửi bới do vết thương ở chân đau nhức vì thời tiết chuyển lạnh. Từ trưa đến chiều, lão nốc 2 chai rượu thay cho thuốc giảm đau. Khổ nỗi rượu nốc rồi vẫn không say, còn chân thì vẫn đau nhức, nên lão chửi cho sướng miệng và trút giận lên vợ con.
Đêm hôm rằm tháng 8, lão rơi cả người xuống hố sâu. Ngay khi chân vừa chạm đất, lão gào lên trong đau đớn vì dưới hố có đặt một cái bẫy sắt khá to. Loại bẫy lão mi chột dính phải có tên gọi là bẫy cạp là. Đây là loại bẫy cực mạnh được bà con dân tộc hay dùng để bẫy thú. Vốn là loại bẫy chuyên để săn các loài thú lớn. Khi đã dính bẫy, từ bò tót cho đến hổ phải chịu chết. Giờ đây, hai hàm răng lược bằng thép găm chặt vào cổ chân khiến máu từ chỗ bị kẹp tuôn xối xả, làm cho lão ngất lịm đi. Nghe thấy tiếng kêu thét của bố, hai thằng con trai lão chạy ra vườn tìm. Theo hướng tay thằng Tam chỉ, thằng Nhất vượt tường rào, nhảy sang bên đất chùa, mặc cho đám chó đang sủa ầm ĩ. Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, hai đứa nhìn thấy bố mình nằm lọt dưới hố, còn chân thì bị một chiếc bẫy sắt găm chặt. Hì hục một lúc, cùng với sự giúp sức của mấy con bạc đang chơi ở nhà lão Mi, chiếc bẫy thú được gỡ khỏi chân lão. Không thể khiêng qua tường, thằng Nhất lấy hết sức đạp đổ một đoạn tường rào để khiêng lão Mi chột về bên nhà. Sau này tìm hiểu, dân làng biết cái hố lão Mi chột rơi xuống vốn là hố vôi. Ngày xưa nhà chùa tôi vôi dùng vào việc tu sửa gian chính điện. Khi hết vôi, chiếc hố chưa được lấp lại. Lúc ngôi chùa liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập lấy cắp cổ vật, chính lão Ngoãn đã lấy chiếc bẫy treo trên gác bếp xuống rồi mang sang chùa. Lão bí mật thả xuống hố rồi cẩn thận đặt các thanh tre và phủ rơm hóa trang lên miệng hố. Chiếc bẫy thú này lão Ngoãn được một đồng đội khi xưa hiện sống ở Tây Nguyên tặng làm kỷ niệm. Dù không có bằng chứng, nhưng lão Ngoãn vẫn nghi vụ trộm cổ vật trong chùa do bốn cha con nhà lão Mi chột gây ra, nên lão đã âm thầm bài binh bố trận. Dù sư thầy Đàm Thi không muốn, lão vẫn nhờ đứa cháu họ cắm các mảnh thủy tinh và trăng dây thép quanh tường rào. Tuy thế, lão Ngoãn để ngỏ một đoạn tường rào gần hố vôi có đặt bẫy. Hóa ra, kinh nghiệm chiến trường đã giúp lão Ngoãn phán đoán chính xác thủ phạm. Bên cạnh việc thâm thù, bởi lão Mi chột đã cưới mất cô người yêu, lão Ngoãn luôn đố kỵ do lão Mi chột sinh được ba thằng con trai trong khi lão có mỗi một cô con gái. Ngay khi biết tin lão Mi chột dính bẫy, lão Ngoãn liền ghé hàng thịt chó của mụ Dậu Quắt, ngồi suốt một buổi trưa vì hả hê sung sướng. Đánh chén xong, lão lại mò về nhà cô Thoa tiếp tục kiếm mụn con nối dõi. Lão Mi chột được khiêng về nhà giữa đêm, thằng Nhất đổ nguyên chai rượu vào chân bố để sát trùng. Sau khi dùng tới 5 gói thuốc lào để cầm máu, lão dần tỉnh lại. Suốt một tuần sau đó, dù đắp các loại thuốc bằng lá cây, nhưng chân vẫn đau nhức và lão Mi chột bị sốt liên tục. Chỉ đến khi bàn chân tím đen và chỗ vết thương dì nước vàng bốc mùi không chịu nổi, lão thều thào nói với vợ: "Bà gọi ngay mấy đứa con về cho tôi ra viện. Đau nhức quá, tôi không chịu nổi." Khi lão Mi chột được các bác sĩ bệnh viện Thường Tín khám, nhìn sơ qua, vị bác sĩ đã nói với bà Thanh: "Gia đình đông người như vậy, tại sao không đưa ông nhà vào viện sớm? Bây giờ, chân đã có dấu hiệu hoại tử, nghi là nhiễm trùng máu." Nói xong, vị bác sĩ viết giấy chuyển viện lên bệnh viện Việt Đức gấp. Để giữ lại tính mạng cho lão Mi chột, bác sĩ quyết định tháo khớp cổ chân và điều trị tích cực. Sau khi nằm viện 3 tháng và tiêu hết một đống tiền, lão Mi chột được về nhà trên chiếc xe lăn mới mua. Bà Thanh âm thầm chịu đựng tính nết thất thường của lão, âu cũng là quả báo đến sớm. Mỗi lần vết thương đau nhức, lão Mi chột lại nốc rượu và luôn miệng đòi mua xăng đốt chùa. Nhiều lần không chịu được, bà Thanh thở dài nói: "Ông định tạo nghiệp đến bao giờ nữa? Nửa đêm mò sang đó để ra nông nỗi như thế này chưa đủ hay sao?
lại còn đòi đốt chùa. Kệ cho bà vợ khuyên giải, lão Mi Chột vẫn lèm bèm trong men rượu. Chúng mày chờ xem, nhất định tao sẽ đốt chùa, tao sẽ thiêu trụi ngôi chùa này. Con bé Nhài nấu cơm sáng cho cả nhà, rồi chuẩn bị đi học. Cả đêm bà Thanh thấy nóng ruột không ngủ được vì ba thằng con trai chơi bời lêu lổng không về. Ngày trước nhà mở sới bạc, ba thằng còn thay nhau ở nhà canh chừng. Từ ngày chồng bà gặp kiếp nạn, sới bạc cũng dần tan vì các con bạc chuyển ra đánh bạc ngay tại lều canh cá của Long Rỗ cho kín đáo và dễ bề tháo chạy nếu có động. Tháng trước, để trả thù cho bố, ba thằng con trời đánh đã đánh bà và bắt gọn cả đàn chó béo mẫm của nhà chùa mang ra thị trấn Văn Điền bán lấy tiền tiêu xài. Bất lực trước đám con bất trị, bà Thanh chỉ biết gõ mõ tụng kinh sám hối thay cho chồng con mình nhằm giảm được phần nào ác nghiệp mà họ đã gây ra. Nhài vừa xách cặp lồng ra cổng, liền gặp ngay bà cụ Vân đang lập cập bước vào. Bà cụ hốt hoảng nói ngay: "Bác xuống ngay làng Hạ Thái. Đêm qua dân làng quây bắt được hai thằng trộm chó. Họ đã xuống vào đánh hội đồng rất khiếp. Tôi nghe nói hình như hai thằng đó là..." Chưa kịp nghe bà cụ Vân nói hết câu, bà Thanh cục ngay xuống nền sân gạch. Miệng bà thốt lên được hai tiếng: "Nghiệp chướng!"